Hello, xin chào tất cả các bạn. Trời ơi, vừa rồi Huy mới ôm con này đi 1.000 cây từ Sài Gòn về Phan Rang. Xong rồi từ Phan Rang vô lại, nó 1.000 thì cũng chưa đủ đâu, 700 mấy 800 á. Thì cũng có những cái cảm nhận rất là cũng hơi sâu sắc về cái con BMW R1250 GSA bản HB này. Thì với cái con này mà bản thường á nha, không phải GSA, khi các bạn mua là 640 triệu. Còn GSA thì đánh mắc hơn 70 triệu. Thì ngày hôm nay là Huy sẽ đưa ra những cái đánh giá chi tiết về cái con GSA, và cũng sẽ show cho các bạn thấy là những cái điểm mà hết sức là đặc biệt về thiết kế, về vận hành, về động cơ của cái con BMW R1250 GSA phiên bản HB này. Ok, xe này là phải đạp vào cái chân bên đây nè mới bước lên được nè nha. Ai đủ chiều cao cũng nên bước như vậy các bạn. Thì cái con xe này á, về bản chất là khung sườn, động cơ và hầu hết những thứ của nó sẽ giống cái con R1250 bản thường các bạn, GS, không phải GSA ha. Cái này là Huy nhắc lại lần nữa là bản GSA. Thì cái động cơ vẫn là động khối động cơ 1254 phân khối, 130 mấy mã, 140 mấy Newton-mét. Là một cái động cơ boxer mà cho cái tọt moment xoắn rất là mạnh ở những cái dòng tua máy đầu tiên các bạn. Và còn lại mọi thứ thì nó không khác mấy, chỉ khác mỗi cái là cái bình xăng nè. Thay vì cái bản GS thường là chỉ có 20 lít thôi, cái bản GSA nó sẽ 30 lít. Cho các bạn đổ một lần xăng á, các bạn có thể di chuyển được 400-500 cây số bình thường. Thì vừa rồi là Huy đi từ Sài Gòn về Phan Rang, là Huy đổ một lần xăng, rồi Huy chạy về tới nhà luôn, 350 cây. Huy chạy long vòng cà phê, đi thăm bà con họ hàng, đi chợ tối, chợ vợ, đi dạo rồi mà vẫn chưa chịu hết xăng. Đến lúc Huy chạy vào lại 70 cây nữa thì nó mới báo hết xăng các bạn. Có nghĩa là một lần mình đổ xăng á, đi được rất là nhiều. Và cái quan trọng nữa là cái xe này nó tiết kiệm xăng cực kỳ luôn các bạn. Không thể tin được. Xưa Huy đi R1 là đâu đó cỡ 10 lít cho 100 cây số. Đi mà đều ga lắm, tiết kiệm lắm á, thì được cỡ 9 lít cho 100 cây. Còn với cái con xe này á, là vừa rồi Huy chạy là cũng sốc ga nhiều, cũng tăng tốc nhiều, giảm tốc nhiều liên tục. Nhưng mà cái mức tiêu hao nhiên liệu nó là 5.7 lít cho 100 cây số. Thì Huy cực kỳ ấn tượng luôn. Với cái độ moment xoắn của cái động cơ rất là mạnh, dung tích máy thì tới 1254 phân khối, mà đi 100 cây chỉ tốn có 5,7 lít xăng. Có nghĩa là nó đâu đó xem với một con Yamaha R3 hay là một con SH350i của Honda đó, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Rồi cái thứ hai về chiếc xe này mà Huy ấn tượng thì phải nói đến cái bộ phận phục của nó. Phục trước sau luôn các bạn, chạy rất là thoải mái. Tại vì Huy đi là đường ban đêm mà cũng có gặp ổ gà nè, gặp chỗ làm đường nè, rất là nhiều. Thì cái chuyện mà khi mà mình ngồi trên chiếc xe mà cái phục nó êm á, mình gặp những cái đó mình sẽ không có giảm ga các bạn, hiểu không? Mình cứ chạy qua thôi. Cho nên là cái việc đi chiếc xe này, mặc dù là tốc độ Huy đi không có cao, đều đều thôi, nhưng mà cái thời gian mà Huy hoàn thành cái quãng đường á thì nó lại rất là nhanh. Tại vì lúc nào giữ ga cũng đều hết, cái ga giữ đều, cứ đi đều đều tốc độ đó, cho nên là tới nơi rất là nhanh các bạn. Và người mình cũng khỏe nữa, không có phải tăng ga giảm ga liên tục. Và cái phuộc thì rất là êm ái, thành ra là đi 350 cây mà khi tới nơi á, cảm giác không có mệt như là xách chiếc xe ra đi dạo trong thành phố mấy chục cây gì đó. Đó là Huy rất là ấn tượng. Rồi khi mà Huy chạy cái con GSA này á, thì xong là về Huy tìm thông tin trên mạng hay là coi lại cái clip mà Huy đã từng đánh giá con GS thường á, thì Huy không thấy cảm xúc với bản GS thường nữa các bạn. Thứ nhất là về cái ngoại hình, cái con GSA này nó rất là bề thế. Các bạn có thể nhìn vào đây, cái bình xăng của nó, cái phần này nó rất là to. Và cái góc nhìn của Huy khi mà ngồi nhìn chiếc xe như thế này nè, thì hai bên này nè, nó bề thế, nó to, mình cho mình một cái cảm giác. Huy thì không có quá to con ha, Huy 72kg, 1m73 thì thể trạng của Huy cũng bình thường thôi, cũng trung bình thôi. Nhưng mà khi mà Huy ngồi lên chiếc xe này, Huy đi trên đường trường nè, hay là Huy đi trong phố nè, thì nó mang lại cho mình một cái cảm giác là à, mình rất là to lớn, mình rất là bự con. Đi ngoài đường là ai cũng phải kiểu nhìn mình là mình rất là to, thì nó cho mình cái cảm giác tự tin như vậy. Và với một chiếc xe to nè, thì Huy đi vừa rồi là gặp mưa nhẹ, 70 cây số là Huy có dầm mưa nhẹ ha, nhưng mà cái kính gió này nó che cái mưa không có bị nước tạt vô, và hai bên cái bình xăng này nó cũng che cái mưa không có bị tạt vô ướt quần vậy nè. Thành ra là 70 cây số Huy
Huy dầm mưa nhẹ nhưng mà về tới nhà vẫn rất khô ráo, không bị ướt các bạn. Cho nên là sau khi mà chạy GSA xong là mình Huy suy nghĩ nha, nếu mà có mua GS á thì Huy mua GSA thôi chứ Huy không mua GS thường nữa. Tại vì nhìn GS thường nó ốm quá, nó nhỏ quá so với cái con GSA này, mặc dù nó cũng bự so với những chiếc xe khác. Đó. Cái bảng mà Huy đang cho các bạn xem trên clip là bảng HB, là cái bảng hiệu năng cao á, và cái màu của nó là đặc trưng trắng đỏ xanh của BMW, thêm cái mâm vàng nè các bạn. Thì trên xe này là Huy thấy cái bánh mâm này là đỉnh cao của cơ khí của người Đức luôn á. Các bạn có thể thấy là một cái xác xe 260 mấy ký mà đi một cái mâm bánh căm như thế này, không biết làm sao mà nó có thể chịu nổi đúng không, nhưng mà nó lại rất là chắc các bạn. Và đặc biệt nó là cái lốp này là cái lốp không xăm, lốp không có ruột mà đi bánh căm, thấy không? Thường thì chúng ta sẽ thấy là đi bánh mâm mới đi được lốp không ruột, nhưng mà những chiếc xe Adventure bây giờ nó đẳng cấp hơn một chỗ là mặc dù đi căm thì trên cái vành nó sẽ có những cái lỗ để chúng ta đút căm vào các bạn, nhưng mà nó vẫn đi lốp không xăm được. Thì nếu mà nhìn kỹ vào những cái viền đây, cái căm nó sẽ xỉ ra ngay cái viền này, không có liên quan gì tới cái phần ruột ở trong hết. Nhưng mà Huy thắc mắc nha, tại vì ngay cái vành ở đây nè, nó chỉ có một xíu cái cạnh ở đây là cái kim loại thôi, mà cái căm nó cũng rất là mỏng manh nữa, nó không có to nữa, nhưng mà nó vẫn rất là chịu lực, rất là tốt. Nói về những cái xe địa hình thì không chỉ là chạy đơn giản các bạn không, mà nó còn bay nhảy vào những cái cung đường đất đá dốc, bay rất là nhiều mà vẫn chịu lực rất là tốt. Thì các bạn đã biết là người Đức rất là nổi tiếng về cái luyện kim của họ, về cái chất lượng kim loại đồ của họ rồi, thì nó show được cái đỉnh cao của người Đức nằm ở những cái chi tiết như này, rất là đỉnh cao. Và khi mà Huy chạy với cái bánh căm này ha, các bạn biết là bánh mâm á thì nó sẽ chắc chắn hơn, nó cứng hơn, nó đầm xe hơn. Còn ưu điểm của bánh căm á là cái xe nó sẽ nhẹ hơn, cái độ đàn hồi nó tốt hơn. Cho nên là những cái xe mà họ chạy địa hình vào những cái địa hình mà cái độ sốc nảy nhiều á thì họ sẽ sử dụng bánh căm để cho nó đàn hồi tốt hơn, nó hạn chế cái việc mà bị nứt vỡ cái bánh của chúng ta. Đây. Đấy. Và Huy có hỏi vợ Huy ha, thấy chiếc xe chạy bánh căm thấy sao? Vợ Huy thấy không đẹp. Kiểu với một cái con mắt của người bình thường á thì bao giờ người ta cũng sẽ thích cái bánh mâm hơn. Nhưng mà khi mà một cái đặc trưng của một người chơi xe adventure thì có vẻ như là mọi người họ sẽ thích cái bánh căm này hơn. Hầu như xe adventure nào cũng chạy bánh căm hết các bạn. Và thậm chí bây giờ Huy nhìn vào GS ha, nếu mà chạy bánh mâm á, Huy cũng không thấy đẹp bằng xe GS mà chạy bánh căm như thế này. Vừa rồi Huy về Huy đố vợ Huy con này nhiêu tiền. Vợ Huy nghĩ chắc đâu đỡ cỡ 400-500 triệu, nhưng mà cái con số thực tế của nó là gần 800 triệu các bạn ha. Tính đồ luôn bô, đồ gắn lên thì nó còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà vợ Huy nói là mấy chiếc xe này đi ngoài đường thấy bự, to, cao, nhưng mà không biết mắc tiền. Đúng thiệt các bạn. Ở cái độ tuổi bây giờ của Huy, khi mà đã chạy qua sport bike, về tốc độ nè, về kiểu dáng thiết kế đẹp, về công nghệ đường đua rồi đó, thì Huy qua cái thời đó rồi. Giờ Huy không cần tốc độ nữa, Huy không cần ngầu lòi, không cần phải nhìn thể thao ôm xe nằm rồi nữa. Cái điều mà Huy cần bây giờ đó chính là an toàn và thoải mái thôi. Dĩ nhiên là con xe này nó sẽ đáp ứng được cái điều kiện là các bạn ngồi lên đi sẽ rất là khỏe. Huy chạy 350 cây liên tục luôn á, không nghỉ, không dừng lại đổ xăng luôn á, mà Huy vẫn thấy rất là khỏe, không có mệt. Lưng không đau, vai không mỏi, tay không mỏi. Nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ không có đáp ứng được cái chuyện mà các bạn chạy tốc độ cao 200 mấy cây, 2XX299 gì đó, không thể nào được. Và cái quan trọng nữa là nó cũng sẽ không như một con sport bike để các bạn ôm cua cả gối rồi đâu. Thì khi còn trẻ mà đúng không, người ta thích hơn thua, chạy tốc độ là hay lấy tốc độ ra hơn thua nhau, rồi chạy trên đường hay thích so kè với nhau, rồi ôm cua phải cả gối đổ người cho nghiêng xe cho nhiều rồi đó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chắc Huy đã trải qua được hết những cái đó rồi các bạn ơi. Và khi mình trải qua rồi thì mình thấy nó cũng chả có gì hết. Chỉ là cái ở tuổi trẻ thì mình không biết, mình cứ nghĩ là chạy xe là phải như vậy. Nhưng mà hiện tại thì Huy nghĩ là chạy xe là cái quan trọng nhất là thưởng thức cái cung đường các bạn, thưởng thức cái cảnh vật xung quanh, đi đó đi đây, nâng tầm cái trải nghiệm của mình lên. Chứ còn những cái chuyện về tốc độ thì nó không thành vấn đề đối với Huy ở thời điểm hiện tại nữa rồi. Mình đã có gia đình, có vợ con rồi thì mấy cái vấn đề đó mình không có đặt nặng nữa. Mà ở thời điểm hiện tại là Huy muốn là khi di chuyển á, Huy khỏe, rồi Huy an toàn. Với những cái tính năng an toàn của con xe này thì quá tuyệt vời. Phụ êm, đi qua mấy cái gờ giảm tốc hay là ổ gà, hay là cung đường không được đẹp, không được bằng phẳng thì nó vẫn rất êm ái. Chính việc cái phụ nó êm ái á, thành ra là cái tay ga của mình sẽ giữ đều, mình đi đều.
tuy là mình đi không có nhanh nha, nhưng mà cái ga mình đều thì bạn cũng sẽ đi tới nơi á, cái khoảng thời gian nó rất là ngắn. Nó cũng như các bạn chạy sport mà, nhanh thiệt nhanh rồi thấp chậm lại qua mấy cái đường không đẹp đó, thì cái xe này nó là như vậy. Rồi khi mà cái hệ thống thắng của nó, ví dụ các bạn bóp phanh gấp đi thì nó tự động ngắt ga và nó sẽ thêm vào cái thắng sau luôn, bóp thắng trước là ăn hai thắng sau trước sau luôn và tự động ngắt ga, thì rất là ok, an toàn trong những cái tình huống như vậy. Thì ở thời điểm hiện tại là Huy cần những cái đó, Huy cần cái sự thoải mái, Huy cần cái sự an toàn. Trên clip thì các bạn sẽ thấy Huy chạy xe, nhưng mà để có được cái clip Huy chạy xe cho các bạn xem á, thì Huy phải ngồi edit hàng chục tiếng đồng hồ á, cũng tốn thời gian, thì mình cần cái sức khỏe của mình, đi xe về mình không mệt, mình mới làm clip được. Đó, thành ra là nhiều bạn nói với Huy là Huy không nên bán R1 để đổi qua Adventure, có điều kiện thì mua thêm. Dĩ nhiên là Huy không có điều kiện để sở hữu hai chiếc mô tô mắc tiền đâu các bạn ơi. Giờ chỉ có thể chọn một trong hai thôi, một là đi sport bike mà hai là đi adventure. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì sport bike là Huy đã chinh chiến xuyên Việt Bắc Nam rồi, các bạn cũng thấy rồi, thì Huy cần một chiếc xe khác nó phù hợp với thể trạng, với sức khỏe của Huy hơn, để ngoài cái việc chạy xe ra là Huy còn có sức khỏe chăm lo cho gia đình, làm clip cho các bạn xem nữa, rồi Huy còn phải hưởng thụ cái cuộc sống của mình nữa, là chơi với con với cái đó, dẫn con đi chơi đều phải có sức khỏe, chứ không chỉ là dành toàn bộ cái sức khỏe của mình cho cái việc chạy xe không nữa. Nhiều vấn đề bây giờ Huy phải suy nghĩ lắm, chứ không phải đơn giản mà hồi hai mấy tuổi chỉ có đi làm, đi chơi, sống riêng cho bản thân mình đâu. Nè, đó các bạn thấy không? Sáng đi quay xong là tối về edit clip mới có clip cho các bạn xem đó. Mà Huy làm hai đêm rồi chưa có xong, cực quá trời luôn. Huy khoe với các bạn xíu về cái góc làm việc mới của Huy, Huy mới setup lại. Nếu mà các bạn nào coi cái phần mà Huy giới thiệu cái góc làm việc của Huy trước đây á, là Huy để nó bên đây nè. Nhưng mà theo thời gian á, cái bàn này nó không ổn các bạn ơi. Tại cái bàn này là Huy đóng âm vô tường như thế này nè, mà để mấy cái máy móc nặng như vậy là nó sợ cái bàn xuống, Huy sợ một ngày nào đó nó rớt á không. Với lại là ngày xưa là hai con mèo nhà Huy nó chưa có thiến, Huy xài một cái cây hở ra cho nó khỏi trèo lên nó tè, bây giờ thiến nó rồi nên là Huy xài lại cái cây này, nó kín đẹp lắm. Cái cây này là bữa Huy mua tới 5 triệu mấy nè, của hãng TT Thermotech, cũng giống như cái bàn này đây. Cái bàn này Huy cũng mua mười mấy triệu, nâng lên nâng xuống được. Giờ để cái góc làm việc ngay giữa nhà thì thấy ok phết, ngồi nó thoáng đãng, nó rộng rãi. Đấy, còn cái bàn bên đây chắc về bữa là Huy chân để một cái gì đó, tủ sách hay là đồ chơi xe gì đó ha. Còn giờ là Huy bắt tay vô làm clip tiếp cho các bạn xem. Đó, đang làm clip GS các bạn đang xem luôn đó. Hết đáy bậy được có bực không? Bữa có một vài bạn cũng comment trên Facebook của Huy, nói là trời, Huy khen GS nhiều vậy chắc anh em đổi qua chơi GS hết. Không các bạn, mỗi chiếc xe nó sẽ có một cái chức năng để đáp ứng những cái nhu cầu khác nhau. Như Huy nói đó, thì chiếc xe này nếu các bạn cần một cái tốc độ cao, chạy nhanh, ôm cua cả gối, đè xe rồi đó, thì nó không đáp ứng được. Mà nó chỉ đáp ứng được là cái gì? Cái độ an toàn, cái độ khỏe, thoải mái thôi. Chứ về tốc độ, đem lại cảm giác lái phấn khích gì đó thì con này Huy nghĩ nó không đáp ứng được đâu. Nó hiền lắm. Xe này nó bốc là bốc ở những cái ga đầu, các bạn dặn lên sẽ nghe nó nổ phanh phanh vậy thôi, nhưng mà qua cái tiếng phanh phanh đó là xe nó yếu xìu ở cái tua đầu thôi. Và khi điều kiện thực tế Huy chạy thì nó đáp ứng tốt cái sức mạnh dưới 130-150 km/h thì nó đáp ứng rất là tốt. Còn từ cái ngưỡng nó trở đi thì chiếc xe nó yếu xìu các bạn xác định nha, mặc dù tốc độ tối đa của con xe này có thể hơn 200 cây số, nhưng mà cái sức mạnh nó bộc phát ra thì đâu đó cỡ từ 130-150 trở xuống thôi. Để các bạn có những cái cú thốc ga mà các bạn vượt xe á, thì con này cực kỳ làm điều đó tốt luôn. Và cái cục máy boxer này thì Huy nói là nó cực kỳ mượt mà luôn các bạn. Các bạn đi trong phố, mặc dù các bạn đi tốc độ 20-30 cây số/giờ, các bạn thả ga ra thì xe nó vẫn mượt mà, không bị cờ giật luôn á, cực kỳ thoải mái. Còn với những chiếc sport bike thì các bạn chạy tốc độ cao thì ok đó, nhưng mà các bạn chạy nhanh á thì xe nó sẽ rất là giật, cái ga nó sẽ rất là khó chịu, các bạn đi trong phố mệt lắm, chịu nổi đâu. Rồi bây giờ Huy sẽ đề máy con xe này cho các bạn nghe thử tiếng bô ha. Thì cái con này đang đi cổ full Agrabovic luôn cái van nè, nhưng mà đi cái lon là lon Terminoni của con Multic bỏ qua ha. Huy sẽ đề máy cho các bạn nghe thử nè. Nó là Smarky ha các bạn, Smarky bấm trên đây và cả Smarky của cái bình xăng luôn, không cần đút chìa khóa vô vẫn mở nắp bình xăng ra được. Để máy
Ok, nhẹ nhàng vậy thôi. Cái tiếng này thì nó hơi rần rần mà nó cũng chát lắm các bạn ơi. Cơ bản thì nó nghe hơi thiên về một xi lanh á, chứ không có phải hai xi lanh đâu. Và khi các bạn vặn tua cao thì nó cũng nẹt rất là to, như là mấy chiếc ẹt sổ trái đó các bạn, kiểu vậy. Tiếng bô nó lực. Và các bạn nghe cái tiếng pèn pèn không? Qua cái tiếng pèn pèn đó là khi các bạn chạy là nó xe mất lực, hết ga. Mặc dù tốc độ cũng chỉ trăm mấy thôi à, là do cái đặc trưng của cục máy này nó là như vậy đó các bạn. Hai xi lanh boxer thì cái tua đầu nó tốt lắm, nhưng mà về sau thì nó đuối, mình chấp nhận điều đó. Xe này thì bữa Huy đánh giá cái bản GS thường thì các bạn cũng biết rồi ha, nó vận động bằng trục lắp. Bây giờ mấy con Adventure thì chỉ có Multistrada là không có xài trục lắp thôi, chứ còn Tiger nè hay là GS nè là xài vận động trục lắp. Cái ưu điểm của trục lắp là nó kín các bạn, nó không có bị bẩn nhiều. Huy chạy mấy trăm cây cả ngàn cây mà Huy không quan tâm tới việc vệ sinh nhông sinh dĩa à. Tại nó kín trong đó rồi, nó không có bị bụi bặm vô, cái chi phí bảo dưỡng nó cũng tốt, đỡ mình bận tâm tới đi đường xa an tâm. Chứ còn Multis thì vẫn còn đang xài nhông sinh dĩa. Rồi Huy cũng có hỏi mấy anh em tiệm xe, tại vì trước khi mà đổi qua một mẫu xe nào đó thì Huy sẽ tìm hiểu rất là kỹ, là cái con xe này bảo dưỡng bảo trì á, là nó không có phải bận tâm gì, đổ xăng thay nhớt vệ sinh đồ theo cái lịch của hãng, mà nó cũng chả có gì để làm bảo dưỡng sửa chữa nặng gì đâu các bạn ơi, cứ để nó đi hoài thôi. Nói về cái độ bền thì con này bền bỉ cực kỳ, giờ chỉ quan tâm tới cái chuyện là có tiền để mua hay không thôi đây. Chứ về cái nhu cầu sử dụng thì nó quá là phù hợp với Huy ở thời điểm hiện tại. Giờ các bạn nghĩ rồi một Huy bán được nhiêu các bạn? Và xe của Huy chắc cũng không cần giới thiệu nhiều các bạn ha. Từ lúc Huy đi mua về, Huy dọn dẹp, Huy chỉnh sửa bảo trì bảo dưỡng độ như thế nào thì các bạn biết rồi, chắc Huy cũng cần giới thiệu gì thêm. Còn nếu mà ai đó muốn nói Huy xe dở, xe gì, xe mất dinh gì đó thì tùy à. Nếu mà một người đã biết chơi xe thì nhìn vào cái cách Huy chăm xe thì các bạn sẽ biết là cái xe của Huy hiện tại nó đang chỉnh chu như thế nào. Mọi thứ có đầy đủ hết, bảo trì bảo dưỡng bill gì còn hết. Nhưng mà nếu mà bán không được thì Huy để lại đi, Huy khỏi đổi con Adventure vậy thôi. Huy cũng không muốn nặng đầu các bạn ơi, tại vì một cái con xe mà mình chăm nó kỹ lưỡng á, tâm huyết mình đặt nó nhiều á, mà người ta mua mà người ta kiểu suy nghĩ nó không tốt và trả giá lên xuống, Huy cũng không thích lắm. Chỉ là có điều kiện ha thì mình đổi qua, còn không có thì thôi mình cứ tiếp tục đi nó thôi. Dù sao thì nói về bản chất nha, nếu mà Huy không sợ mệt, không quan tâm tới cái chuyện sức khỏe thì Huy vẫn thích đi R1 các bạn, vẫn thích chạy sport. Tại vì cái máu Huy là máu chạy sport. Thôi, không muốn suy nghĩ nhiều tới. Nói chung là vừa rồi cầm cái con này đi hành trình 1000 cây á, thì Triumph Huy có chạy bản 900 rồi, 1200 thì Huy chưa chạy. Multistrada thì Huy đã chạy con 1200 2017, Huy cầm đi xuyên Việt. Cái V4 bây giờ Huy chưa chạy. Nhưng mà sau khi mà tự chung lại cái chất chung của Ducati nè, hay là Triumph nè, KTM thì ADV790 Huy cũng có chạy chút xíu rồi. Mà theo cái cảm nhận của Huy luôn ha, thì Huy thấy cái con GS này nó không hổ danh là ông hoàng đường trường các bạn. Sorry các bạn đừng có nói Huy quảng cáo cho BM hay là gì hết, mà cái này là cái cảm nhận thực tế của Huy. Và nhiều anh em chơi xe biker ở Việt Nam cũng đã khẳng định cái điều đó rồi. Chiếc xe này nó chạy, nó đáp ứng cái nhu cầu quá tốt cho một chiếc xe Adventure đi. Thoải mái. Cái hình ảnh, cái thương hiệu BMW, cái kiểu dáng của xe bề thế, cái độ cao của yên, cái độ cảm giác của tay lái, và đặc biệt nữa là nó thồ được nhiều đồ. Tuy là nó nặng 260 nhưng mà tổng cái trọng lượng tối đa nó có thể thồ được tới 480kg các bạn. Có nghĩa là hai người 100kg cộng thêm trăm mấy chục ký đồ trên xe nữa thì vẫn thồ được. Cái đó là cái điều mà Huy cực kỳ ấn tượng về cái khả năng thồ hàng của nó. Ví dụ có chở thêm ba lô máy ảnh đồ của Huy đi, lều trại, cắm trại hay là đồ ăn, đồ dùng cá nhân đi, thì mình vẫn không phải lo về cái chuyện mà cái phuộc nó chịu không nổi hay là cái lốp nó chịu không nổi. Đi vài ngày một cái hành trình xuyên quốc gia, dừng lại đồ đó cắm trại, đồ đạc vẫn đáp ứng đủ 480kg, cái khả năng chịu tải của nó các bạn rất là ghê gớm. Các bạn biết cái nút cảm ơn này có chức năng gì trên kênh YouTube của Huy chưa? Là kênh YouTube của Huy đã được bật Super Thanks, một chức năng donate trực tiếp trên kênh YouTube luôn. Các bạn không cần phải thông qua kênh thứ ba nữa, mình không mất phí như ngày xưa nữa.
Thì Huy cũng vui lắm khi mà được bật cái chức năng này. Nó như là một cái gì đó mà động lực cho Huy á, để Huy có thể tiếp tục làm những vlog mà nó chất lượng hơn, hay hơn. Thì chắc cái clip đánh giá BMW R1250 GSA Huy xin được kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn thích clip này á, thì nhớ bấm like và đăng ký kênh Lê Gia Huy. Đăng ký kênh Lê Gia Huy bên đây chứ, để theo dõi những video tiếp theo của Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nếu mà các bạn nhấn super thanks cho Huy nữa thì quá tuyệt vời luôn. Bye bye các bạn.